Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Lâm Động trong lúc muốn giết Tống Chân thì gặp phải sự ngăn cản của một kẻ thần bí tên là Tần Thiên, không ngờ hắn chính là thủ lĩnh của Vương Triều Thiên Nguyên, vương triều đứng đầu trong thập đại vương triều siêu cấp. Đứng trước tình huống khó xử, liệu Lâm Động có ra tay với bọn chúng? Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đúng lúc ấy, phía sau hắn, một đạo thân ảnh đột nhiên nở nụ cười một cách quái dị, thân hình xoạt một tiếng bay ra, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động, ánh sáng lan tỏa đầu ngón tay không chút lưu tình điểm về phía trán Lâm Động. Thấy đối phương động thủ nhanh như chớp như vậy, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, nhưng chưa kịp động thủ thì Tiểu Điêu đã xuất hiện trước mặt, không nói không rằng, cũng điểm ra một ngón tay. Ầm, nơi tiếp xúc của hai đầu ngón tay lan tỏa ra một trận kình phong cuồng bạo, khiến cả mặt đất rung chuyển. Nứt toát ra hơn chục đường nứt lớn, sóng năng lượng khuếch tán khắp nơi. Thân ảnh bên phía Vương Triều Thiên Nguyên lập tức bay ngược ra sau, ngón chân điểm trong không trung rồi rơi xuống một gốc cây gần, sắc mặt trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tiểu Điêu không hề động đậy, trên gương mặt ẩn hiện hàn ý nhìn kẻ vừa ra tay, rồi quay sang Tần Thiên, nhếch mép nói, nếu muốn đánh thì ta sẽ phục vụ. Ta chẳng cảm thấy thể diện của các ngươi có cái gì đặc biệt mà phải nề cả. Lấy niết bàn ấn đi, hôm nay Điêu gia ta muốn xem kẻ nào dám lắm lời. Tiểu Điêu quay lại hét lên với bọn Liễu Bạch, bọn Liễu Bạch thấy Tiểu Điêu như vậy hơi khựng người, ngay cả Tô Khôi, Mạc Lăng cũng là lần đầu tiên thấy Tiểu Điêu cường thế bá đạo đến vậy. Chẳng thèm đến mặt Vương Triều Thiên Nguyên, nhưng bọn họ chỉ chần chừ một chút, rồi nghiến răng, lấy hết niết bàn ấn trong tay bọn huyết ảnh. Ngay khi bọn họ hấp thu niết bàn ấn, Tần Thiên khẽ nhíu mày. Hai tay chắp sau lưng khẽ thả lòng, nhìn thấy cử chỉ đó, không ít người xung quanh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nghe nói Tần Thiên là cường giả mạnh nhất chiến trường viễn cổ, lẽ nào bây giờ hắn cũng muốn ra tay? Lâm Động liếc nhìn Tần Thiên đang dần buông tay lòng tay, ánh mắt lóe lên hàn ý. Vương Triều Thiên Nguyên đúng là rất lớn mạnh, mà Tần Thiên cũng có danh tiếng vang dội trong chiến trường viễn cổ này, nhưng mà nếu thật sự động thủ thì bọn Lâm Động cũng chẳng sợ. Thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm phóng đến đứng sau lưng Lâm Động, thiết côn nặng trịch cắm dưới đất, sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất rung lên một chập. Sau trận đại chiến trước đó, trên người Tiểu Viêm hiện giờ vẫn còn vết máu, gương mặt mang đầy sát khí, hắc quang lượn lờ quanh thân người, thỉnh thoảng lại biến thành những đám khói đen lan tỏa ra xung quanh. Ở bên cạnh, sắc mặt Tiểu Điêu không chút biểu cảm, ánh mắt hắn chỉ liếc nhìn Tần Thiên một cái, nhiều năm như vậy rồi. Có lẽ cũng có kẻ ra vẻ trước mặt hắn, nhưng ít nhất thì ngay cả những cường giả đỉnh cấp của cái gọi là Vương Triều Thiên Nguyên kia cũng không có tư cách ngông nghênh trước mắt hắn, chứ đừng nói là một tên tiểu tử từ đâu chui ra kia. Cho dù lúc này hắn không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh của Thiên Yêu Điêu, nhưng nếu thật sự thi triển thủ đoạn thì đám thiên tài đến từ các vương triều kia thật sự chẳng kẻ nào lọt được vào mắt hắn, những người ở xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này đều xì xào bàn tán, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ bọn Lâm Động lại dám khiêu khích sự uy nghiêm của Vương Triều Thiên Nguyên và Tần Thiên như vậy. Đó là thủ lĩnh của thập đại vương triều siêu cấp A, mà Tần Thiên chính là nhân tài kiệt xuất nhất trong lớp người trẻ tuổi của Vương Triều Thiên Nguyên, không chỉ thiên phú kinh người mà tâm cơ cũng rất thâm sâu. Theo như Lam Anh được biết thì Tần Thiên đã được nguyên môn, đứng đầu trong bát đại tông phái siêu cấp chọn, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở. Đương nhiên Vương Triều Thiên Nguyên vốn dĩ đã là thế lực trực hệ của Nguyên Môn, Tần Thiên được chọn cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao thì Vương Triều Thiên Nguyên cũng có không ít cường giả đảm nhận những vị trí quan trọng trong Nguyên Môn. Tần Thiên không phải loại mà bọn Tống Chân có thể so sánh đâu. Quan hệ giữa Vương Triều Thiên Ma và Vương Triều Thiên Nguyên không hề bình thường, mà rõ ràng là Tần Thiên không muốn. Bọn Tống Chân chịu thiệt thòi trong tay bọn Lâm Động, sắc mặt Thanh Phong nặng nề nói, rất có khả năng hắn đã là lục nguyên niết bàn. Lam Anh cười khổ, khẽ nói, trước bào ánh mắt chăm chú nhìn mình, Tần Thiên chậm chậm cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động và Tiểu Điêu. Bàn chân hắn khẽ đạp lên cành cây, dưới bàn chân lóe lên tia kim quang quỷ dị, ánh sáng vô cùng nhỏ bé ít người phát giác ra, người khác không biết, nhưng ánh mắt Lâm Động đã nheo lại vào khoảnh khắc đó. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh có sức phá hoại vô cùng lớn lặng lẽ lan tỏa từ gốc cây đó tản ra khắp bốn phía, khống chế sức mạnh thật tài tình, ánh mắt Lâm Động ngưng động. Những nơi mà luồng sức mạnh kia đi qua không hề để lại dấu vết gì, nếu không phải Lâm Động có tinh thần lực mạnh mẽ thì có lẽ cũng không thể phát hiện ra được. Lâm Động vừa định hành động phản kích thì Tiểu Điêu ở đằng trước đã khẽ bước chân ra, bước chân đó vừa hay dẫm lên làn sóng sức mạnh dưới đất của Tần Thiên, phụt, mà đất bỗng nổi lên một chút bụi, chẳng ai chú ý tới. Tiểu Điêu vẫn không động thân, ngẩng đầu lên nhìn Tần Thiên với nụ cười mang chút châm chọc, sự đối đầu diễn ra trong thầm lặng, ngoài ba người bọn Lâm Động ra có lẽ chẳng ai biết được. Ánh mắt Tần Thiên cũng ngưng trọng lại ngay khi Tiểu Điêu dẫm tan làn sóng sức mạnh kia của mình, rồi hắn chợt mỉm cười như chẳng có chuyện gì, lẽ nào các vị định xung đột với Vương Triều Thiên Nguyên ta thật sao, ta nghĩ có lúc làm theo quy tắc thì tốt hơn,
Lâm Động nhún vai nói, quy tắc mà hắn nói đương nhiên là việc coi niết bàn ấn là chiến lợi phẩm, quy tắc. Phía sau Tần Thiên, một bóng người nở nụ cười một cách quái dị nói, nếu bọn ta giải quyết các ngươi rồi thì các ngươi còn nói được lời đó không? Có giải quyết được hay không thì phải xem bản lĩnh mới được. Lâm Động cười nhạt, nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi ngông cuồng thật. Ánh mắt kẻ đó lạnh băng, cười lạnh nói, cũng được, vậy để ta thử xem ngươi có tư cách nói câu đó hay không. Vừa dứt lời, hắn đang định xông lên thì Tần Thiên đã giơ tay ra ngăn lại. Hắn đã biết ba người Lâm Động kia không hề đơn giản. Ha ha, xem ra mấy vị đã có thành kiến với bọn ta rồi. Tần Thiên khẽ cười, nụ cười vô cùng ôn hòa. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu như muốn nhìn xuyên thấu qua thứ mà hai người đối diện đang ẩn giấu. Nhưng rõ ràng là hai người Lâm Động không phải loại đơn giản. Vì thế hắn có thăm dò cũng chẳng được kết quả gì, thắng làm vua, thua làm giặc, ta cũng không nói nhiều nữa. Nếu mấy vị không muốn kết giao bằng hữu với Tần Thiên ta thì ta cũng không miễn cưỡng, đợi lát nữa lên Bách Triều Sơn, chắc hẳn chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi lẫn nhau. Nghe Tần Thiên nói vậy, không ít người cảm thấy kinh ngạc, không thể ngờ thủ lĩnh của Vương Triều Thiên Nguyên lại chủ động rút lui như thế, lão đại. Hai kẻ phía sau Tần Thiên cũng giữ người kinh ngạc, thốt lên. Tần Thiên xua tay, nụ cười trên mặt khá thân thiện, Lâm Động hơi nhíu mày. Hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong lòng đầy cảnh giác, những kẻ dễ dàng biểu lộ cảm xúc trên mặt không hề đáng sợ là những kẻ bất luận trong lòng phẫn nộ ra sao nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười kiểu như Tần Thiên. Lam Anh nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu, cuối cùng ánh mắt dừng tại bàn chân Tiểu Điêu, ở đó nàng ta nhìn thấy có một cái lỗ đen nhỏ cỡ ngón tay cái, từ trong cái lỗ đen đó, nàng có thể cảm nhận được một luồng kinh lực còn tàn dư nhưng vô cùng hung hãn, đã giao đấu rồi sao? Chả trách, Lam Anh liếc nhìn Tiểu Điêu, gương mặt dần trở nên nặng nề. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ hắn đã thầm giao đấu với Tần Thiên mà lại không hề để lộ ra dấu hiệu gì. Tần Thiên đã chấp nhận nhường bước, bọn huyết ảnh triệt để tuyệt vọng, đành ngoan ngoãn giao hết niết bàn ấn ra, phải cẩn thận tên đó. Tiểu Điêu quay người nhìn Lâm Động, khẽ nói, Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết nếu không phải Tiểu Điêu chặn đứng được sự công kích thăm dò của Tần Thiên một cách dễ dàng thì có lẽ giờ bọn Tần Thiên đã ra tay giải quyết bọn họ rồi. Tần Thiên tâm tính cẩn thận, bản thân có thực lực lớn mạnh, lại biết tạm thời nhẫn nhịn, đối thủ như vậy rất khó đối phó. Keng, nhưng ngay khi Lâm Động liệt tên Tần Thiên vào danh sách đối thủ nguy hiểm thì trên Bách Triều Sơn lại vang lên một tiếng chuông vang vọng, tiếng chuông như ngân mãi, kéo dài mãi không có điểm dừng. Khi nghe thấy tiếng chuông ấy, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn đỉnh Bách Triều Sơn, trong ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Trên đỉnh Bách Triều Sơn lúc này, mây mù dần tan đi, để lộ ra một vầng mặt trời chói lòa. Một giọng nói hùng hồn đầy uy nghiêm vang vọng, Bách Triều Sơn đã mở ra, những người có niết bàn ấn thiên cấp trở lên mau chóng lên núi, tiếng chuông ngân dài cùng giọng nói sang sảng vang vọng cả trời đất. Rồi dường như khuếch đại ra cả không gian viễn cổ, vào lúc này, bất luận là người có được vào trong hay không, thì đều ngẩng phát lên, nánh mắt cuồng nhiệt nhìn về hướng Bách Triều Sơn. Một năm khổ tu, tất cả chính là vì ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến rồi sao, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi nguy nga, môi khẽ mím lại. Trong lòng trào dâng rất nhiều cảm xúc phức tạp, một năm trước khi hắn rời khỏi Vương Triều Đại Viêm để đến nơi mà thiên tài nhiều như lá mùa thu này. Khi ấy hắn chỉ là một kẻ vô cùng bình thường trong không gian viễn cổ này, thân phận kẻ đến từ Vương Triều hạ cấp đã mặc định cho hắn ở tầng thứ thấp nhất, nhưng sự thật đã chứng minh, Lâm Động không hề tầm thường. Trên đường đến đây, hắn đã gặp những đối thủ không thể đếm hết, kẻ sau lại mạnh hơn kẻ trước, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng vững đến lúc cuối cùng. Toàn bộ chiến trường viễn cổ này giống như một cái máy tuyển chọn vô cùng tàn khốc. Những kẻ ưu việt thì sẽ chiến thắng, còn loại kém cỏi thì bị đào thải không chút thương tình. Nơi này không tệ, Lâm Động quay lại nhìn Tiểu Điêu, bỗng cười nói, hồi đó Tiểu Điêu cương quyết bắt Lâm Động phải tham gia Bách Triều đại chiến chắc cũng chính là muốn rèn luyện cho hắn. Hiệu quả cuối cùng đúng là tốt đến bất ngờ. Trong một năm qua, Lâm Động đã từ cấp bậc tạo hóa cảnh bước vào niết bàn cảnh, đồng thời vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư. Sự tiến bộ này tính ra cũng là vô cùng mạnh mẽ. Trên cây, Tần Thiên cũng nhìn lên phía đỉnh núi rồi quay lại khẽ cười với Lâm Động, chỉ một nụ cười cũng khiến Lâm Động cảm thấy khá khó chịu. Rõ ràng là Lâm Động rất cảnh giác với Tần Thiên cũng không nói gì thêm, quay người điểm chân biến thành một đạo hồng quang bay thẳng lên đỉnh núi, hai thân ảnh đằng sau cũng nhanh chóng theo sát, xoẹt xoẹt, cùng với hành động đó của Tần Thiên, khu vực này lập tức trở nên sáo động. Nhưng cường giả có niết bàn ấn thiên cấp trở lên cũng lập tức bay về phía đỉnh núi, còn những cường giả vẫn chưa có thì sắc mặt bỗng tối sầm lại. Ánh mắt lóe lên hung quang. Một lát sau, một số kẻ bỗng nhiên hướng về phía những kẻ xung quanh mà ra tay, muốn vào thời khắc cuối cùng này đoạt đi niết bàn ấn của kẻ khác. Ầm ầm. Vì thế, sau sự tĩnh lặng trong giây lát, khu vực này đã bùng phát nên hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc đầy phẫn nộ, nguyên lực cuồng bạo cũng lan tỏa khắp nơi. Lâm Động bình tĩnh nhìn xung quanh, cũng không thấy gì là bất ngờ,
hắn nhìn những người xung quanh mình, cười nói, đều có niết bàn ấn thiên cấp cả rồi chứ. Nghe thế bọn Mạc Lăng gật đầu hứng khởi, trước đó bọn họ đã hấp thụ không ít niết bàn ấn của các cường giả ba đại vương triều, như thế cũng khiến niết bàn ấn của bọn họ đạt lên thiên cấp, với thực lực của bọn Mạc Lăng, muốn có niết bàn ấn thiên cấp vốn là vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ có đám người Lâm Động mà giờ bọn họ đã có tư cách lên Bách Triều Sơn. Lâm Động huynh, lần này đúng là nhờ phúc của huynh, ân tình này ta sẽ không bao giờ quên. Liễu Bạch xúc động, cung tay ôm quyền nói với Lâm Động, kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.